Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hóa với Nam Định. 17 giờ ngày 30 tháng 1, vòng 3 V-League 2021, Thanh Hóa sẽ tiếp đón Nam Định. Đây là cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Petrovic có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Thanh Hóa gây bất ngờ khi quyết định mời huấn luyện viên từng lên ngôi cúp C1 châu Âu, Petrovic về dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Ở lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Petrovic phải chịu thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Bình Dương. Đến trận đấu thứ hai gặp các nhà đương kim vô địch V-League, Viettel, Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng. Chính vì vậy, Thanh Hóa đang rất muốn có được trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ được đánh giá không cao là Nam Định. Mới đây, Thanh Hóa cũng đã chính thức ký hợp đồng thành công với Gramo Kutac, cựu cầu thủ của Nam Định, người đã ghi 2 bàn ở vòng 1 V-League giúp đội bóng Thành Nam giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đối thủ mạnh. Trong khi đó, ở mùa giải năm nay, Nam Định đang thể hiện được một phong độ khá cao. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã tạo nên địa chấn ngay ở vòng đấu đầu tiên khi mà đè bẹp đội quân với đầy đủ binh hùng tướng mạnh của Hà Nội FC với tỷ số 3-0 trên thánh địa Thiên Trường. Ở vòng trước, dù để thua trước đội chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray, tuy nhiên Nam Định đã thể hiện sự chiến đấu bền bỉ tới những phút cuối cùng. Hiện tại, Nam Định cũng đang là đội bóng có hàng công chất lượng nhất giải đấu khi có được 5 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Dự đoán tỷ số trận đấu 1-0.